Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Bắc Trọng ra tay, 20 cán bộ huyện Can Lộc bị khởi tố, quyết tâm làm sạch bộ máy. Bắc Trọng ra tay, 20 cán bộ huyện Can Lộc bị khởi tố, quyết tâm làm sạch bộ máy. Kính chào quý khán giả, hôm nay chúng tôi xin cập nhật một thông tin quan trọng. Gần 20 cán bộ tại huyện Can Lộc đã bị khởi tố. Đảng và nhà nước đã nhận diện rõ tác hại của tham nhũng và đã nỗ lực giải quyết từ lâu. Tuy nhiên, chỉ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, cuộc chiến chống tham nhũng mới trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư từng chia sẻ rằng việc này không dễ dàng, nhưng vì sự phát triển của đất nước và uy tín của Đảng phải thực hiện nghiêm túc, không có vùng cấm. Tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, vụ án liên quan đến Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng và Vật nuôi đã khiến hàng loạt cán bộ bị khởi tố, bao gồm cả Bí thư Đảng ủy huyện và các lãnh đạo cấp xã. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng số bị can đã lên đến 20 người, với Phan Xuân Phượng, giám đốc trung tâm là một trong những số người bị khởi tố. Tại huyện Can Lộc, gần 20 cán bộ đã bị khởi tố liên quan đến vụ án tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng và Vật nuôi. Danh sách các bị can đáng chú ý gồm Lê Thị Hòa, kế toán trung tâm, Trần Xuân Hải, phó chánh thanh tra Ủy ban Nhân dân huyện và nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lộc, Nguyễn Xuân Trường, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Nga, Lê Duy Tiếu, chủ tịch Hội nông dân Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc, Đặng Văn Mỹ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp Phương Đông, Hoàng Đình Tiến, giám đốc công ty cổ phần giống và vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Hà và Lê Thị Lan Hương, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc. Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục mở rộng, khởi tố thêm nhiều lãnh đạo tại thị trấn và xã. Tại Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồng Lộc bị khởi tố gồm Trần Đình Vương, Bí thư, Nguyễn Đình Tứ, Phó Bí thư và Nguyễn Bá Tặng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Phan Công Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cũng bị khởi tố. Ở thị trấn Nghèn, Bùi Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Phan Công Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cũng bị khởi tố. Thêm vào đó, ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Song, ông Phạm Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Song, ông Trần Thành Ngọn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lộc và một số địa chính xã Xuân Lộc nằm trong số 20 bị can đã bị khởi tố. Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tiến hành kỷ luật nghiêm khắc đối với gần 20 cán bộ vi phạm, bao gồm cách chức và khai trừ khỏi Đảng nhằm hỗ trợ công tác điều tra. Đây là một động thái mạnh mẽ nhằm chống lại tham nhũng và tiêu cực. Hai căn bệnh nguy hiểm xã hội không chỉ cản trở sự phát triển đất nước mà còn làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, đồng thời đe dọa sự ổn định của chế độ xã hội chủ nghĩa. Gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định khai trừ ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 15 ra khỏi Đảng. Tại kỳ họp thứ 43, dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định ông Vân đã có những vi phạm nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, lợi dụng chức vụ để trục lợi, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Trước đó, vào ngày 10 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam ông Lê Thanh Vân để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn của Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm. Chiều ngày 10 tháng 7, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1090, quyết định mở khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của ông Lê Thanh Vân. Ông Vân cũng bị đình chỉ tạm thời nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Quyết định này được đưa ra theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao liên quan đến hành vi cấu kết với Lưu Bình Nhưỡng dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng. Thời gian qua, nhiều vụ án lớn liên quan đến sự móc nối và sự hậu thuẫn từ doanh nghiệp, cán bộ cấp cao đã được làm rõ, cho thấy quyết tâm và hành động thực tiễn trong công tác phòng chống tham nhũng.
Đây là minh chứng cho sự cam kết của Đảng trong việc xử lý nghiêm các sai phạm, bất kể cấp bậc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng, dù xử lý cán bộ cấp cao là điều đau lòng, nhưng việc thực thi nghiêm túc kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước là cần thiết để đảm bảo sự công bằng và minh bạch, để duy trì sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng cũng như đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Việc xử lý nghiêm minh một số cá nhân sai phạm là cần thiết. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp kỷ luật như lời Bác Hồ đã dạy, cắt bỏ những cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây. Gần đây, vụ việc của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt tạm giam đã làm dư luận xôn xao. Vào chiều ngày 10 tháng 7 năm 2024, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết số 1090 đồng ý khởi tố, bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lê Thanh Vân. Ông Vân từng được khen ngợi vì tinh thần chống tham nhũng mạnh mẽ, cùng với ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị điều tra liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ tại tỉnh Thái Bình. Điều này gây bất ngờ lớn vì hai đại biểu này đã nổi tiếng với những chất vấn sắc bén trong phiên họp Quốc hội. Vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang được điều tra, khiến công chúng thất vọng. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố từ ngày 14 tháng 11 năm 2023 vì hành vi cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ để trục lợi, trong khi điều tra sơ bộ cho thấy ông đã trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ, bị khai trừ khỏi Đảng. Ông Nhưỡng, với mối quan hệ gần gũi với đối tượng xã hội Phạm Minh Cường, đã can thiệp để giúp Cường thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản từ doanh nghiệp. Vụ việc đang bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc và chống Đảng, nhà nước, làm giảm lòng tin của công chúng. Kính thưa quý vị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh rằng việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật, không cơ quan nào có thể tự quyết định mọi hoạt động mà không có sự giám sát và phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện theo quy trình quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nếu có sai sót, sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Viện Kiểm sát khẳng định rằng, ông Lưu Bình Nhưỡng, người từng gọi Phạm Minh Cường là bố nuôi, đã có hành vi giúp Cường cưỡng đoạt tài sản và có mối quan hệ thân thiết với Cường hơn 10 năm. Vợ ông Nhưỡng cùng luật sư đã nộp tổng cộng 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964 tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, là hậu duệ khai quốc công thần Lê Lâm và từng được biết đến là một chính trị gia quân sự nổi tiếng và cương trực. Ông Lê Thanh Vân nổi bật với những quan điểm mạnh mẽ trong việc xây dựng và thực thi pháp luật. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông gia nhập quân đội năm 1984 và vào Đảng Cộng sản năm 1985. Ông bắt đầu sự nghiệp tại chống cây trồng ở Thanh Hóa, sau đó trở thành sinh viên Đại học Luật Hà Nội và công tác tại Văn phòng Quốc hội. Ông đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng, từ chuyên viên đến vụ trưởng và phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp. Dù bị khởi tố, ông Lê Thanh Vân vẫn được nhớ đến với những đóng góp quan trọng trong Quốc hội, nổi bật với các câu hỏi sắc bén về thanh tra, phòng chống tham nhũng. Ông cũng đề xuất thành lập Hội đồng Lập pháp và ban hành các trọng dụng nhân tài nhằm cải thiện kiểm soát quyền lực và quản lý nhân sự. Ông Lê Thanh Vân, ngay từ đầu vào Quốc hội, đã mạnh mẽ đề xuất ban hành luật trọng dụng nhân tài và thi tuyển chức danh thứ trưởng, đồng thời đưa ra ý tưởng chất vấn trực tiếp. Ông nổi tiếng với các câu hỏi sắc bén, khiến nhiều lãnh đạo phải đối mặt với những vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, nếu vi phạm pháp luật, ông vẫn phải bị xử lý nghiêm khắc theo quy định, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc không có vùng cấm. Kính thưa quý vị, từ khi thành lập vào tháng 2 năm 2013, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu đã có những bước tiến mạnh mẽ, tạo hiệu lực tích cực trong xã hội và được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Gần đây, vào ngày 14 tháng 5, Bộ Chính trị đã đề nghị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Mai Tiến Dũng, Phạm Thái Hà và Dương Văn Thái, đồng thời xem xét kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải. Các cá nhân này bị kết luận có vi phạm nghiêm trọng về tư tưởng, đạo đức và pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và chính quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nghiêm trọng trong các dự án liên quan đến AIC và tập đoàn FLC, gây thiệt hại lớn về tài sản nhà nước và làm giảm uy tín của Đảng. Bộ Chính trị đã cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề nghị khai trừ ông Dương Văn Thái, Mai Tiến Dũng ra khỏi Đảng. Ban Bí thư đã khai trừ ông Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Khước, Lê Tuấn Hồng và Hồ Văn Điểm.
ông Mai Tiến Dũng và ông Dương Văn Thái đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ. Ông Phạm Thái Hà cũng bị bắt với cáo buộc lợi dụng trục lợi, nhưng cá nhân này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về các vi phạm của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các vụ án này. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc đảng trong quản lý đất đai và tài chính, đầu tư quy hoạch xây dựng trên địa bàn qua các thời kỳ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nhà nước, dẫn đến các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng và giảm uy tín của đảng cũng như chính quyền thành phố. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định đảng, pháp luật, dẫn đến nhiều vi phạm và khuyết điểm nghiêm trọng tại đảng bộ và chính quyền thành phố. Các cá nhân như ông Lê Hoàng Quân, nguyên Phó Bí thư Thành ủy và ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vi phạm các quy định này, gây thiệt hại lớn về tài sản nhà nước, dẫn đến nhiều vụ án hình sự. Những vi phạm của họ đã gây dư luận bức xúc, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và chính quyền thành phố. Với các quyết định hiện tại, có khả năng ông Lê Thanh Hải sẽ bị khởi tố và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ việc. Hãy cho kênh một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Lộ diện người thay thế Đại tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa quý vị, lộ diện nhân vật mới có tiềm năng thay thế Đại tướng Phan Văn Giang đảm nhận vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quý vị khán giả thân mến, với tài năng xuất sắc, nhiều người cho rằng việc ông Phan Văn Giang chuyển sang vị trí tứ trụ chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, nếu ông Giang tiến thêm một bước, câu hỏi nan giải lại được đặt ra. Ai có thể thay thế ông đảm nhận trọng trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng? Điều này đặt ra thách thức cho Bộ máy Quốc phòng Việt Nam, liệu đã có những phương án nào sẵn sàng cho tình huống này hay chưa? Từ tháng 9 năm 1988, ông đã phục vụ làm Phó Đội trưởng Đội quân sự Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Ông tiếp tục thẳng tiến với các vị trí, vai trò như Đại đội trưởng, trợ lý, tác huấn và các chức vụ lãnh đạo khác trong Sư đoàn 312 cho đến khi trở thành Sư đoàn trưởng và Bí thư Đảng ủy Sư đoàn từ năm 2008. Ông cũng là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 1 và được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng vào năm 2011. Từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 1 năm 2012, ông tham gia đào tạo chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành cấp chiến dịch tại Học viện Quốc phòng. Năm 2011, ông đã giữ chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 1 và là Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 1 đến tháng 7 năm 2013. Sau đó, từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2013, ông tiếp tục học tập tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 và là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Tháng 8 năm 2015, ông trở thành Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 4 và tái đắc cử vào năm 2016. Năm 2018, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cuối năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là một trong những tướng lĩnh hàng đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại biên giới và là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ông sinh ngày 12 tháng 10 năm 1961 tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có học vị tiến sĩ hàm phó giáo sư từ năm 2003 đến năm 2009 và từng giữ cương vị phó giám đốc Học viện Biên phòng. Năm 2009, ông được điều động làm chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó, nâng quân hàm lên thiếu tướng vào năm 2013. Ông tiếp tục làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng từ tháng 11 năm 2015 và được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vào tháng 1 năm 2016. Ông cũng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 từ năm 2016. Cùng với Thiếu tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13
nhiệm kỳ năm 2021-2026. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, là một trong những tướng lĩnh cấp cao của quân đội, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nhiều vị trí quân sự quan trọng, từ chiến sĩ đến các vị trí lãnh đạo tại Quảng Ninh và các sư đoàn khác trong quân đội. Từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 11 năm 2008, ông đã phục vụ làm Phó Tư lệnh Sư đoàn 350 Quân khu 3. Sau đó, từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 1 năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy trưởng Tổng bộ Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Ông cũng là Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 3 và được thăng quân hàm Thiếu tướng từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 7 năm 2015. Ông tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp khóa 6 của Trung ương tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2015. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu 3 từ ngày 26 tháng 1 năm 2016. Ông đã trúng cử làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 vào ngày 14 tháng 7 năm 2020. Theo quyết định số 1022 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông được bổ nhiệm làm Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 và giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội. Ông Phạm Hoài Nam, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1967 tại Bình Định, là một trong những lãnh đạo hàng đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam với hơn 36 năm phục vụ. Ông đã từng chỉ huy và phát triển nhiều đơn vị quan trọng trong Hải quân. Nổi bật là khi làm trưởng lữ đoàn 162, được mệnh danh là quả đấm thép của Hải quân Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách làm việc khoa học, gần gũi và được tôn trọng cao trong và ngoài nước. Ông Phạm Hoài Nam là một trong những lãnh đạo hàng đầu của Bộ Quốc phòng Việt Nam, có mối quan hệ thân thiết với các tư lệnh hải quân của Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN. Điều này được thể hiện rõ trong chuyến công tác tại Nhật Bản, khi ông dẫn đầu đoàn tham quan các tập đoàn sản xuất công nghiệp và quốc phòng, cũng như tham gia các buổi bắn thử vũ khí của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Ông đã đánh giá cao năng lực và chất lượng của các hệ thống vũ khí hiện đại của Nhật Bản. Ông Lê Huy Vịnh, một trong những tướng lĩnh hàng đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã có một sự nghiệp ấn tượng và được tôn vinh với nhiều chức vụ quan trọng. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và hiện đang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Là thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa 13, ông có mối quan hệ thân thiết với quân đội các nước và được tôn vinh với quân hàm Thượng tướng vào ngày 22 tháng 11 năm 2021. Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã nhận quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội. Buổi hội nghị do Bộ Quốc phòng tổ chức để công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ông Lê Huy Vịnh đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo và bồi dưỡng nhân lực để phục vụ chuyển đổi số. Ngành giao kinh nghiệm tập đoàn đã xây dựng các chương trình phát triển nguồn lực công nghệ số đồng bộ trên 4 khía cạnh: quản trị số, đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số. Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết rằng, mặc dù nguồn nhân lực không nhiều nhưng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là điển hình về chuyển đổi số. Đối với ông, chuyển đổi số không phải là vấn đề khó khăn và phức tạp, mà là việc thay đổi quy trình làm việc từ cũ sang mới trong môi trường số. Việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, theo ông Nam, cần chú trọng vào việc đào tạo cán bộ kỹ thuật về công nghệ số tại các trường đào tạo liên quan, bồi dưỡng nhận thức và kiến thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp cao và người sử dụng hạ tầng kỹ thuật. Quân đội tập trung tham gia xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng và tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho các cán bộ nhân viên trong toàn quân. Nghiên cứu và đề xuất Học viện Viettel trở thành cơ sở đào tạo bồi dưỡng hàng đầu về chuyển đổi số, phù hợp với nhu cầu của tập đoàn và Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan,
đánh giá và phân loại chất lượng công nghệ thông tin trong toàn quân, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Các đại biểu cũng đề cập đến những hạn chế cụ thể trong quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm triển khai từ các quân đội khác và sự phối hợp chủ động với các cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Thủ tướng Ngô Xuân Lịch đã bổ nhiệm Trung tướng Võ Minh Lương làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Sau đó, Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 7 cho Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng vào ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại Phủ Chủ tịch. Tháng 1 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương được thăng quân hàm lên Thượng tướng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 và đặc biệt quan tâm đến phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.